Xin chào buổi sáng mọi người ha. Đây là mai Phú Tân nè. Phú Tân nở hoa ha. Lúc mà lặt lá ra không thấy nút nụ gì hết trơn á. Mà khi lên bông hết hồn thì chứ. Kính cây đâu nha. Phú Tân nè. Không thể chê vào đâu được ha. Phần hoa tròn. Ung chùm chùm không nè. Đã chưa. Phú Tân hổng rồi anh em mình xem Phú Tân thấy quen rồi ha. Dòng rất là tuyệt vời Phú Tân. Dòng rất là mạnh luôn. Này có cây mai trắng nó nở nè. Mai trắng nó nở cái mấy cây Phú Tân lớn của mình ha. Phú Tân lớn nở rụng vàng đất hết trơn à. Mê ly chưa. Này, này ta ngắm mai trắng nha. Đây là trắng Miến Điện á, nó chỉ có 5 cánh thôi. Hoa rất là đẹp ha. Trắng tinh khiết luôn à. Hoa chỉ có 5 cánh thôi ha. Rất là thơm luôn á. Dòng này nụ rất là sai á, nụ chùm 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 nha. Trắng tinh khiết luôn ha. Nhìn dưới đây thì nó được 8 cánh nè. Cánh hoa tròn à, dễ thương. Cái hoa thì nó cỡ khoảng 2 ngón tay thôi, 2 ngón tay, 3 ngón tay thôi, 3 ngón tay. À, khi ghép vào cái lực cây mạnh á. Cái này gốc 36. Gốc 36 cao 1m6 á. Cái 1m6 cao khỏi đầu á. Nút nụ nhìn đá chưa. Bấm chặn đầu á. Nút mê ly á. Lực cây nó mạnh á. Chúng ta lựa mấy cây mà nó mạnh á, ghép vào bông nó dữ lắm. Rất là thơm luôn á, mai trắng nè. Đây đây chúng ta chê mai ghép, ta lựa mấy cái gốc mà gốc bự á. Gốc bự chúng ta ghép vào. À, nụ hoa nút nụ hết hồn chưa. Cây này thì chỉ mới ghép khoảng 2 năm thôi ha. 2 năm. Quá đã. Chùm 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 luôn nè. Này trồng dưới đất nó còn khỏe đó ha. Trồng chậu đây là nằm cái chậu này 7 tấc. Nằm chậu 7 ha. Mê chưa. Hay, mê ly chưa. Chùm 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 luôn ha. Trắng tinh khiết tinh khôi nè. Cánh hoa dũm rất là đẹp ha. Dũm parabon rất là đẹp. Đây là cái họ mai vàng á. Họ mai vàng à. Thì nó lai ra. Chứ không phải mai chiếu thủy á. Mai chiếu thủy là sao người ta kêu kia là mai trắng. Mà này là họ mai vàng mà cái hoa nó màu trắng á. Trắng tinh khiết luôn. À, người hoa thì người ta rất thích cái mai trắng này ha. À, có một số cô, số chị người hoa thích mai trắng này dữ lắm. À, trắng tinh khiết, tinh khôi ha. Còn người Việt người ta cũng ngại chân này ha. Biết là đẹp nhưng mà cũng ngại chân. Thích mai trắng người ta chỉ chân bằng bàn thờ ông bà rồi thôi. À, rất đẹp ha. Cây này thì có thể nở tới mùng 10 Tết luôn á. Tới rằm luôn ha. Cây mai trắng này nè. Nở đến rằm luôn á. Cái này có thể là nó bị sâu ở đây không chừng. Lực nó không đủ á. Không đủ để bung ra. Quá trí luôn ha. Mai trắng à. Nút nụ hết hồn luôn á. Rất là thơm á. Quá trí rồi. Đấy, cái dòng mai trắng này thì nó khó chăm hơn mai vàng á. Đấy, cái trồng dòng này chúng ta trồng muốn nó tốt chúng ta che lưới mát cho nó.
da lưới mát mát á, lưới 50-50 nha, 50-50 là giảm khoảng một phần nửa lượng nắng á, thì nó mới tốt được, không mình ra lá nhiều trái hết nhiều, rất là thơm luôn ha. Hoa nè, cái nào có nhị lần đó thơm à. Và mai trắng này là hoa nụ rất là dữ luôn ha, nụ chùm chùm, nụ chi chích, nụ giống như đại lộc chứ. Một nụ đẻ ra cũng 3-4 không nè, ít cánh thì nó nở hoa chùm á, đại lộc thì nhiều cánh hóa thì nó nở hoa đơn, nhưng mà bù lại thì nó có nhiều bông á, nếu mà lực cây mạnh thì nó sẽ nở được nhiều. Đó, cây này nở tới tay rầm luôn á, mà quá trời nha. Mili chưa? Này gốc bình thường á, gốc này dưới là 36, cao 1m6 á. Vì chơi mai ghép ta lựa mấy gốc bự bự ghép vào chơi đã lắm. Bông cũng không thua kém gì mai nguyên thủy á, lực cây nó mạnh. Mà cho hoa theo ý muốn nữa ha. Bông cũng không có thua kém gì đâu. Năm vừa rồi mình bán cái dàn mai trắng này cho anh em làm giống bán rất là nhiều á, hàng cây giống bán khoảng hơn 1.000 cây á. Mấy năm trước thì làm này khó bán lắm, mấy năm 3-4 năm trước á, khi người ta chưa có hiểu đi sách đi chợ bán không được luôn á, chỉ làm một vài cây để mà mình chơi thôi, cho có này có kia để ở vườn chơi cho vui á. Sau này cũng có rất là nhiều người đồng quan điểm á, đồng ý tưởng với mình. À, thích thì chơi, ta không có xui rủi, nếu mà sợ xui rủi thì chúng ta chưng bàn thờ ông bà ha. À, hoa rất là đẹp mà nhiều khi chúng ta chơi chúng ta kiêng cử đủ thứ hết trơn à. Chưng bàn thờ ông bà là bàn thờ Chúa. Mà ông bà thờ Chúa không biết ông bà với chưa là Chúa có ngắm hay không á, mà chúng ta ngắm trước rồi. Chùm chùm luôn ha. Nhìn cái hoa nó trắng tinh khiết à, rất là đẹp, cánh hoa trắng. À, trắng 5 cánh mà nó dũm parabol nhìn cũng đẹp lắm nè, chỉ cần 5 cánh không còn nhiều cánh quá ha, hoa nó dũm mà dũm parabol giống như kêu mai giảo á, giống hình cái chảo vậy ha. Mê ly chà, nguyên cây luôn ha. Lúc nụ mai trắng thì phê luôn. Tinh khôi luôn ha, lúc nụ còn đặt lừ hết trơn. Giống mai trắng này rất là sai bông á, sai bông dữ lắm, sai nâu sai nụ dữ lắm, cái nhánh này nội trong nhánh này không là mấy trăm bông luôn nè, đã chưa. Cái này là cây ghép á, nếu ta lấy hộp ta ương á thì nó cũng có khả năng là cho hoa cho ra cây mai trắng luôn ha. Mai trắng bông trắng thì khi bông trắng nhiều cánh, cúc trắng rồi ha, cho lai tạo ra. Rồi, tôi giới thiệu mọi người cây bạch mai Miến Điện nè. Tầng tầng lớp lớp luôn ha. Rất là thơm á.
Rồi, xin chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ ha. Chùm chùm luôn nè. Cây này thì chỉ mới ghép 2 mùa ha. Đây mai vàng nha. Sắc vàng, sắc trắng. Quá trời luôn ha. Đây là Phú Tân ha. Thấy nó là như thế này. Bông vẫn còn y nguyên trơn à. Quá trời luôn nè. Vàng đậm luôn ha. Quá trí luôn nè. Hoa tròn. Mê ly à.